Hai, chào cả nhà. Lời đầu tiên em xin chúc cả nhà một ngày mới thật nhiều sức khỏe. Hiện tại em đang trên đường đến trạm của chị Yến, nằm ở Biên Hòa, Đồng Nai nha cả nhà. Thì sau khi đăng tải đoạn clip lên, đã có những mạnh thường quân đồng cảm và thương các con của chị Yến, đã gửi cho các bé những phần quà. Bây giờ em mời cả nhà cùng em đi tới trạm chị Yến. Chị sao hôm nay khóa cửa vậy? Cái gì con? Đem đồ ăn tới cho con nè. Ba đem đồ ăn tới cho con nè. Rồi coi kìa, coi tụi nó chạy rồi cả nhà. Quá trời luôn. Không, bây giờ để nó lát nó được không bây giờ. Dám chạy ra tới đây. Trăm năm chục ký chị. Rồi. Trời ơi, tôi đem đồ ăn cho ăn mấy lần rồi sủa hoài. Rồi. Bé nào mập ú nha cả nhà. Sạch sẽ. Ôi sủa mà sủa. Trời ơi, tôi đem đồ ăn tới cho ăn mà sủa tôi hoài. Nó còn nó lì nhít cà đó. Đó lát chở nhít về luôn nè, nhít lấy ai rồi nhít cùng lắm rồi. Đi không, đi không, chở về luôn nè. Kì ghê đó. Nói chung là em nghĩ là em chở quen rồi. Ủa chị, giờ bữa chị ý muốn chị là muốn các bé được thiến, các bé được thiến chưa? Ừ, mấy bé gái chứ bị được thiến giờ đừng đến giải này đứa tống lên đây nào đang tính dự định là đi từ từ đi ra. Dạ. Mấy đứa lớn nè, mấy lớn nhỏ vừa rồi giờ nó lên nó bắn tới rồi bây giờ để tính như vậy. Quay lại nó lớn lẹ lắm. Ừ, đi từ từ bây giờ làm sao giờ. Thì em nói Diễn nghe, hôm nay em tới là em trao cái phần quà của một mạnh thường quân vô tên ở bên Cali gửi cho chị là 50 hộp cá hộp nè, bữa này cá hộp
hai thùng mì, một thùng nước xích, một bao hạt, mấy 100 kg gạo là mà một mạnh thường quân vô tên ở bên Cali gửi cho các con của chị. Cho chị gửi lời cảm ơn cô nhiều, giờ cô tâm gì nữa. Thì bây giờ cô giấu tên thì chị cứ cảm ơn cô Mạnh Quân giấu tên bên Cali thôi. Nhiều. Chúc cô luôn khỏe mạnh, dồi dào sức khỏe. Cảm ơn cô nhiều lắm đã nhớ tới tụi nhỏ. Rồi em hỏi Diễn này, bây giờ cái mong muốn của Diễn á là muốn mọi người giúp Diễn về vấn đề gì cho các bé của Diễn? Giúp thì không im á, cái vấn đề mà thiến thiết gì đó em nghe chị cũng hoàn làng là xin mấy lần rồi đó mà chưa thấy ai giúp. Không, cũng hôm nay cũng kích lương nghề cũng từ từ, chứ nếu mà đi thiếu một lượt lúc thì khả năng nếu mà làm hết một lúc thì tụi nó không có đồ ăn. Dạ. Phải để xoay sở gạo thóc đồ ăn hàng ngày cho tụi nó, giờ chỉ có cách là đi từ 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 bé thôi cho nó đẻ thêm lứa nữa đi, mấy con cho tơ nè, cho đẻ thêm lứa nữa đi. Trời ơi, em nói anh nghe những cứu hộ thôi, mà những chạm á chả ai muốn các bé đẻ đâu, em nói thiệt. Lỡ mà chẳng may mình xui mình cứu được cái bé chó có bầu về, bắt buộc phải cho bé đẻ để mà nuôi ra thôi. Chứ em nói anh thực sự bây giờ những bé này đi đa số là gánh nặng rất nhiều các mạnh thường quân. Đó. Mình đâu mong muốn điều có xảy ra đúng không chị? Đúng rồi. Nhiều người ta không hiểu ta mới trời ơi nuôi chó mà để nó đẻ nó không có tiền nuôi gạo đẻ cho cô hỏi. Vừa làm vừa lo cho tụi nó chứ đâu phải mình canh tụi nó hoài đâu. Ví dụ như có tiền trong túi thì bởi em mới nói chị, em nói chị bởi quan trọng là mình phải thiến, mình phải thiến thì nó sẽ không sinh sản nữa. Dạ đúng rồi chị. Thì em nói chuyện mà có ai muốn đâu nên quan trọng bây giờ á. Cái về đây Dũng, cái hàng rào dưới nó xây rồi. Xin riết, xin chủ riết đây xây là đỡ có chó lạ vô rồi. Thử ra mỗi hôm mấy đứa nào là linh giống là nhốt. Cứ cầm nhốt vậy á. Trời ơi, chứ để mà mà em nói thiệt nha, em thấy các bé chị á, cái nhất là sạch sẽ, mập mạp. Đó, em thấy bé nào cũng vậy hết trơn á. Nè trời ơi, sạch sẽ quá trời không cả nhà. Dạ. Thôi con, thôi con. Thôi thì một lần nữa em cũng thay mặt chị Yến cảm ơn rất nhiều tới cái chị Mạnh Thường Quân ở Cali đã hỗ trợ cho các con của chị Yến là 100 kg gạo, một bao hạt, hai thùng mì, 50 hộp cá, một thùng xúc xích. Em cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn cô rất nhiều luôn. Đó là có cho tụi nhỏ mừng đỡ. Thôi chị Yến ơi, em cũng xin phép em về đây cũng trễ nha chị. Nha chị. Cũng cho lời cảm ơn Thi Lê nhiều, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị. Mừng lắm, có gạo là đều. Chứ thôi là làm đây, chị thấy không? Dạ. Làm đây tháng 8 triệu bạc rồi, gọi có buổi sáng của tụi nó không? Thôi cố gắng đi chị ơi, biết sao giờ. Về tham dự cho tụi đó hết. Đứa nào bệnh phải chạy tới cùng. Chị dạ, hết dạ. Khả năng rồi, nó không có gì với mình ấy, thì đành chị chấp nhận. Dạ, thôi. Dạ. Còn cuốn được thì cứ ráng nha. Không, em thấy gì luôn vậy là ok rồi. Các bé nào cũng mập làm sạch sẽ nè. Sạch lắm, không có đứa dạ. Nào có dè đâu. Đâu rồi, đi ra lại. Đi ra lại. Đi đang ăn, tiền chi, chờ đang ăn. Tiền chi không có đi làm được. Đang chờ gần chút xương. Ông này là thả ra tội nghiệp nhốt hoài, nắng nóng người chết. Mà mấy canh giờ gà đi ngủ rồi mới dám thả ra. Rồi thôi em xin phép Diễn, anh Diễn ha. Rồi, chúc chị sức khỏe thật nhiều để chăm lo cho các con nha.